Em xin được kéo nèo nha, chuẩn đi săn bắt hải sản. Rồi cũng gần tối rồi. 6 giờ 15. Mình đèn quen nghe không? Em cứ tối đến thì chạy đi cái hướng làm. Vì neo ngủ thì không phải cái điểm mà anh em săn bắt nha. Chiều tối thì mới chạy đi điểm săn bắt. Hai lý bảo ơ ha. Hôm nay thì trời hơi có gió nha. Nước chảy xước luôn. Giữa gường thì quy trình cũng để tới rồi, tới chỗ săn bắt rồi. Hôm nay thì hơi có sóng gió một tí. Hãy có cháu mình theo đi nha. Rồi, may mắn cô chú anh chị tới điểm mới săn bắt nha. Lại tiếp tục xuống đại dương tìm kiếm hải sản để quay clip cho cô chú anh chị xem. Thì để mày xuống đại dương kiếm những hải sản đắt giá thì anh em phải lặn tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng rưỡi một tăng. Lặn biển thì tùy theo thuyền viên, nếu mà những chiếc thuyền kêu thuyền viên nhiều thì lặn khoảng 5 xô hoặc là 6 xô. Như chiếc máy anh em gắm thì lặn 3 xô, 1 xô 2 tiếng, tầm khoảng 2 giờ là anh em nghỉ ngơi ngủ tới sáng. Sau đó cứ 7 giờ đêm thì lặn tới 2 giờ sáng thì nghỉ ngơi. Vừa đép đáy thì ở dưới này có một con cua. Cua này gọi là cua đé. Cua đé này thì ăn cũng rất là ngon, có nẹt ăn thơm và ngọt. Chủ yếu là ăn hai cái càng, vì cái mua cua thì rất là nhỏ nên nó ít thịt. Nước hơi chảy xiết của chú chị vừa bắt được một con ốc thì cũng kéo đi. Ốc này gọi là ốc càng một bên, còn gọi là ốc ăn. Dưới này có một con cái nóc nhím. Nóc nhím thì bắt buộc phải xiên cho nó yếu, nhưng mà con này thì hơi nhỏ nên không còn xương yếu, yêu cầu bỏ đúng vào các vật to thì anh em sẽ bỏ vào. Này con nóc nhím này thì ăn khỏi chê, dê nó rất là nhiều gai. Muốn ăn cái dê này thì làm gai thì rất lâu nha, anh em ít có làm. Phía xe thì cháu Trương cũng xiên được một con nóc gai, nhưng mà cano đang có kéo, nước chảy xiết thì anh em cũng đi theo cano, không có bình lại được. Phía xe thì anh hai cũng vậy nè. Bắt được một con nhum định kéo cái vợt bỏ vào thì phải loại lên luôn, vì không thể nào mà bình lại được cô chú chị, phải loại theo mới bỏ con nhum vào được. Nước chảy xiết thì sẽ kéo anh em lên mặt nước, không kiếm hải sản được. Một con cái mó xanh. Những con cái mó thì anh em chỉ là hạn chế xiên, chỉ xiên những con đủ size hoặc là hơi to nha. Những con nhỏ thì anh em không có xiên. Đây xiên được rồi cô chú anh chị. Còn cái mó bẹt mé. Chỗ này có một con hải sâm tà là.
ở sâm Tà Lè thương lái mua khoảng 6.000 một con, vừa bắt xong thì cũng kéo đi. Đang có lái tờ nói ra. Chỗ này chốc lương xiên một con cá, một con cái mớ xanh. Wow, thấy một con cá nó mới chạy nha. Thường những con cá đỏ mép á, nó hay chạy lắm cô chú anh chị. Cứ đoạn ánh đèn là nó sẽ chạy đi. Là chỗ nào cũng có một con cái mó xanh. Những khu mà có cá này thì anh em xiên đỡ lạnh hơn, với lại cũng có tiền. Anh em mà lặn biển là chủ yếu tìm kiếm hải sản để bắt, để kiếm thêm thu nhập, chứ không phải để làm clip. Công việc lặn biển này là nguồn chính để mình kiếm thu nhập của chú anh chị. Vì ngoài đảo Phú Quý, nhiều ngư dân phải đi biển để mà kiếm sống. Không đi biển thì cũng không có nhiều việc làm. Vừa xiên con cá mó thì không có thấy, nó chuồn về con hang đá này. Đang kiếm xung quanh nhưng cũng không thấy. Đây là cháu Trương này, bắt được một con hải sâm gai. Chỗ này cano đang có kéo mấy anh em đi. Tưởng cano kéo thì mấy anh em sẽ tập trung lại. Một con nhum sọ. Phía xe chốc đường đang bỏ một con hải sâm gai vào. Xíu tảng đá này có một con cá. Cái này gọi là cá búp nghĩa đen. Cái này phía sau đuôi có hai cá đeo cực kỳ bén. Cẩn thận ở phía sau đuôi. Một con cua xanh. Cua này thì ăn hơi cứng. Giá của nó tầm khoảng 60 đến 90 nghìn một ký. Còn cái kình. Những khu mà có cái kình thường hay đi bài đàn. Cái kình thì ăn khỏi chê rồi. Có nơi còn gọi là cái giò. Đây con ốc nón, ốc lứa. Dưới này có một con cái mối xanh. Những con cá này khi ngủ nó hay nhảy cái nhớt ve. Anh em còn gọi là cá răng mùng. Con này cũng khá to rồi, đủ size là một. Từ trên nửa ký là đủ size. Con nhum sọ này. Đêm đêm á, nhum sọ sẽ bò lên cục đá cao, dễ thấy. Nhưng mà nó cũng phủ rêu lên để nguyệt lan. Lại phát hiện một con cua đá chỗ này. Cua đá thì giống như cục đá luôn. Ăn cá nạc rất là ngọt cô chú anh chị. Cua đá này hai cá càng nạc rất là nhiều. Con nhum sọ tiếp theo. Mùa này nhum sọ gạch rất là nhiều. Ăn một con thì đủ no. Lại phát hiện một con cái kình. Nó nép trong đá này thì dễ xiên, không có bị chạy. Thường những con có điểm tựa thì xiên rất là dễ. Anh em cứ xiên mạnh vào nó sẽ giữ lại. Nó dãy thì cũng không có bung ra. Chỉ sợ những con chạy phía ngoài
khi xiên đúng nó dậy thì sổ thôi. Đây những con cá chàm này nó dậy cực kỳ. Wow, dưới này cá kinh khá nhiều. Ba con chỗ này này phải kiếm những con to để xiên. Cá kinh thì nó cũng dễ đồn lắm, xiên một con thì có khi mấy con kia cũng chạy đi. Wow, may mắn này, thêm con ốc bàn tay chỗ này. Được một con này thì cũng kiếm 17.000 một con. Đây khu này có ké rồi, có cái kình. Có cái kình này thì xiên đỡ lạnh hơn, với lại cũng có tiền cho anh em. Những khu cái kình bài đèn á, thì những con nào chạy thì cứ cho nó chạy, dược thì sẽ đọt mấy con kia. Như khi 1 đến 2 con thì anh em mới dựa, chứ bài đèn thì không có dựa. Cứ xoay quay xoay lại, mấy con đó nó cũng quanh quẩn nơi đó. Đây các con sảy này nó cũng yếu, do nước chảy xiết nó trôi đi rất là nhanh. Nếu mà nước không chảy xiết thì cũng quanh quẩn nơi đó. Một con cá chèm nhưng hơi nhỏ gẫm không có xiên. Đây một con hải sâm gai. Wow, con hải sâm gai này nó nép cực kỳ kỹ luôn, hình như nó đang có chui về hang đá. Được rồi, hải sâm gai này á, khi mà tăng sáng á, tầm khoảng 1 đến 2 giờ sáng thì nó sẽ chui về hang đá. Thêm con hải sâm gai thứ hai. Có hải sâm thì rất là mừng, vì khu vực này ít hải sâm á, một tăng mà kiếm được 4-5 con cũng có rồi cô chú chị. Con này rất là to, con to này thì không có sợ bù. Được một con này thì cũng kiếm 50.000. Wow, con bực lé khá to luôn. Mực lé mà nó nấp dưới dạng này thì dễ xiên, không có bị sảy nhiều. Những con mà dò đèn từ xe lùa tới xiên thì dễ sảy. Con này tầm khoảng hơn nửa ký cô chú chị. Mực này anh em gọi là mực đỏ, vì khi xiên cá màu nó hơi đỏ về vàng. Mực này thì được dễ rồi, tầm khoảng 250 đến 280.000 một ký tùy theo mùa. Mực này thì ăn khỏi chê, nếu mà không làm tươi, không ăn tươi á sẽ phơi khô ăn cực kỳ ngon của chú chị. Mực này thì sẽ phơi khô ăn ngọt lắm. Wow, con này khá to nha, có khi cả ký. Nhìn rất là đẻ cô chú anh chị. Bởi vì khu vực này ít hải sản, được một con này thì mừng lắm, kiếm vài trăm nghìn. Mực mà khi nó yếu thì nó sẽ chìm xuống, mà con mực nang khi nó yếu thì nó sẽ nổi lên mặt nước. Vì mực nang nó có cái nang to, nó sẽ nổi lên. Chỉ có những con mực nang nó mới nổi lên. Còn cá thèn này, cá thèn cát, cái này thì kho ăn cỏ chê rồi. Gõm phát hiện ra một hang bạch tuộc cũng rất lâu rồi, có khi những cái hang này bạch tuộc nó không sinh sống nữa,
nó rời đi chỗ khác. Gặm đang có bươi dây xem có còn sinh sống nơi này không, hoặc là những ngư dân khác cũng bắt nó rồi. Thường lặn biển này có tăng lên sớm nên gặm cũng không quay lúc cái độ hải sản ra. Để mà tiếp tục tăng tiếp theo thì gặm nói đi luôn, không có quay lúc lên. Trừ khi hết cái tăng này thì gặm mới quay lúc lên. Mong cô chú chị xem thông cảm cho. Đang xiên một con cái bò câu, anh em gọi là cái bò câu. Cái bò này thì cái nạc ăn dai dai, thơm thơm. Cái này không có lớn to nha. Đây được rồi cô chú anh chị, như thế này nó cũng dè, ăn ngon lắm. Một cá đé chọc kiển này. Wow, rất là nhiều cá chỗ này. Những con cá màu đỏ như thế này anh em gọi là cá thắt réo. Đang xiên một con cá chèm. Cái chèm này thì được giá tầm khoảng 38 có khi 40 nghìn một ký. Tùy theo mùa, có mùa thì cũng 25 nghìn. Chỗ này cá thắt réo rất là nhiều. Cá thắt réo này ăn ngon nha, nhưng mà xiên hơi khó. Cái vảy nó tựa như một cái éo dép vậy. Phải xiên thật mạnh về trúng vào cái cục đá thì mới dễ. Còn cái chèm thứ hai này. Hình như có một con ốc. Đây đúng rồi, một con ốc đắng, còn gọi là ốc đỏ. Ốc này rất là được giá, anh em bán ký tầm khoảng 250 nghìn một ký. Đây là con cá mú. Con cá mú này không có lớn to. Cái kình này. Cái kình này thì khoảng 45 nghìn một ký. Do thương lái thu lại. Thương lái thu thì không có lựa nha. Xong căng xô. Còn cái thèn. Những con cái thèn cũng rất là nhiều loại cô chú anh chị. Có khi mấy chục loại cái thèn. Những con cái thèn két thì nó mới lớn to nhiều. Cái này cũng không có lớn to. Thêm cái kình dưới này. Nó nấp này thì dễ xuyên rồi. Cứ xuyên mạnh vào cục đá thì nó giãy kề nha, không có sổ được. Khi mình bỏ vào to không có cái điểm tựa vào thì giãy dở sổ lắm. Còn nhum sò tiếp theo. Nhum sò thì cái màu sắc rất là đẹp luôn. Đây là con nhum trắng. Nhum này không có gặp. Anh em chỉ lựa những con nhum đủ màu sắc này để bắt. Nhum thì không có cái gai, tựa như con nhím nha. Nhím thì đa số là một màu đen. Nhum thì hầu như không thấy màu đen. Tại dưới này thì nhím biển rất là nhiều. Nhím biển tại gần đảo Phú Quý thì không có ăn. Anh em không có bắt. Wow, chỗ này hai con cá. Định nhắm một phát xiên hai con nhưng mà xảy hết một con rồi. Cái này gọi là cá băng cấp. Thêm một con nhum dưới này. Mùa này nhum được tiền, có gạch nè. Thương lái mua được giá tầm khoảng 15 nghìn một con. Có con cái thèn con hang đá này. Cái này thì nó để dè rồi. Anh em để mà kiếm hải sản, có những hải sản kiếm thêm thu nhập thì cũng phải lặn suốt 6 tiếng dưới đại dương, có khi là 7-8 tiếng dưới đại dương. Anh em sẽ chia ca nha, cứ một ca tầm khoảng 2 tiếng mỗi lần, thì anh em lặn 2 tiếng rưỡi, nhưng mà không đủ sức, giờ thì giảm xuống còn 2 tiếng một ca. Còn cái chèm con hang. Có cái chèm thì xiên cũng nhanh tiền. Với lại những con cá chèm thường hay đi bài đàn.
tại một con cá mó xanh. Cá mó thì có rất là nhiều loại cá mó, hàng trăm loại cá. Có con thì to nhiều, có con thì to chưa tới nửa ký. Wow, may mắn nè, con hải sâm gai. Đi khu vực này mà được con hải sâm cũng rất là mừng. Cái kình thì cái hàng gai trên lưng á, nó đâm cực kỳ nhức. Nó đâm về một cái thì phê cả người cô chú anh chị. Đây là phát hiện dây nhum. Nhum tại khu vực này lâu lâu được một con, nhưng mà được con nào thì chất lượng con đó. Gạch rất là nhiều. Anh em bắt thì cũng biết những khu vực nào nhiều hải sản gì, với lại những con gì nó sẽ có giá trị nhiều hơn. Nhưng mà cũng hên xui lắm cô chú anh chị. Biết là khu đó sẽ có, nhưng mà để mà kiếm thì cũng rất khó nha. Cứ gặp là có tiền, không có sợ. Còn những khu khác nhâm nhiều thì về có khi thương lái là không có mua. Nên những khu nhâm nhiều cũng hên xui lắm. Anh em bắt khu vực này nhâm thưa, nhưng mà được con nào thì chắc ăn con đó. Chỗ này được 3 con thì sẽ được 45.000 thôi, không có sợ nha. Khu này bắt nhâm ít thì chất lượng cao. Vì vài lần khu vực này nhâm là anh em sẽ bắt, không có sợ thương lá chê. Những khu mà nhâm nhiều anh em biết ra khu vực đó có nhiều, nhưng mà về thương lá chê cũng như không. Đây dưới này có một con ốc đắng. Ốc đắng thì được dễ rồi, không có sợ ế. Đây có cái kình nè. Cứ khu mè có cái kình à, anh em rất là khoái, vì nó hay gặp bầy đàn. Lại phát hiện ra ốc đắng chỗ này. Cứ được một ký thì cũng kiếm vài trăm nghìn. Ốc đắng này tầm khoảng 5 đến 6 con một ký. Đó là giá trung bình. Hà cò có khi một ký. Chỗ này có lẽ tới giờ lên rồi cô chú chị. Bây giờ thì sẽ lên xếp thành quả. Có những tăng mà lặn chưa đủ giờ thì cẩm không có quay nha, không có quay lúc lên. Anh Ha vừa bắt được một con hải sâm gai chỗ này. Hải sâm gai to thì không có sợ tù, anh em sẽ được 50.000 một con. Khi mà lên thì anh em sẽ đu ra đá lên theo thứ tự từng người. Chứ lên một lúc thì không có ai kéo lên. Vì lặn hết này thì chỉ mình bạn Dương phía trên dòng lá cano. Giờ lên xem thành quả như thế nào. Đây anh em mới lặn lên nha. Rồi có gió, ké thì cũng ít. Đây một gió ốc. Một hai ốc nha. Đây một hai ké. Em do nước chảy anh em lên một tăng sớm rồi. Tăng này tăng thứ hai mẹ tăng nhẹ nha. Đây được một con mực ống đây. Mực này ngoài đảo kêu là mực ống nha. Còn gọi là mực đỏ. Con này hơn cả ký. Được mấy con hải sâm gai, con to to. Đây ốc gai, ốc gai này được giá. Con này hơn 1 kg. Còn cái mỏ mồi này. Đây cái nanh heo. Cái này cái thắt giáo nha. Rồi em tiếp tục tăng tiếp theo. Bữa nay thì anh em cũng ra nên ra vợt nha. Thì anh em nuôi